Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ giải con pentahedron hai lớp của Senso. Thì để mình giải thích cho bạn một cái công thức. Thì những cái viên ở đây gọi là viên góc, nó có 3 màu này. Và cái viên cạnh là viên ở đây có 2 màu. Cái công thức này thì đây là U. Và đây là U phẩy thì mình đọc là U ha. Còn đây là R. Phải quay một vòng như thế này. Mà R bạn phải quay ngay góc ha. Quay cái góc này, góc này nè, chứ không được quay ngay cạnh này nha, quay ngay góc này. Rồi công thức này như sau: R U R U R U hai lần, lần nữa R U R U R U. Thì bạn thấy điều gì xảy ra? Viên này viên đỏ trắng, nó đã nhảy xuống dưới này. Viên này dương vàng nhảy qua bên này, và đỏ vàng nó nhảy lên đây. Mình làm lần nữa: R U R U R U R U R U R U. Đó, bạn thấy nó đã là đảo. Rồi mình làm lần nữa sẽ trở lại vị trí và đúng hết: R U R U R U R U R U R U. Về vị trí như cũ đó, chỉ cần dùng một công thức này thôi chúng ta có thể giải được con này. Rồi bây giờ mình remote lên và giải thử. Trước tiên là mình giải cái góc trước, giải cái góc trước. Thì bây giờ giả sử đây mình giải góc vàng ha, đỏ vàng nè, đỏ xanh lá, thì đem cái xanh lá xuống đây, một cái góc vàng xanh lá xuống đây, đây vàng xanh lá đem xuống, vàng xanh lá. Rồi đây là vàng mà có xanh dương ở trên này, quay góc xuống, vàng xanh dương. Thì bình thường nếu như bạn may mắn thì ở trên này ba cái góc này nó cũng sẽ đúng hết, nhưng mà bạn thấy mà ba góc này nó không đúng, thì nó sẽ có gộp cái góc đúng. Vậy bạn đảo nó lại, bạn đem cái này tạm thời xuống dưới này, rồi đem cái góc còn chuyển đem qua, rồi đảo cái góc nãy sai ở lên này lại, đổi vị trí hai góc đó, rồi mình đem góc này lên lại, thì các bạn thấy là nó đúng lại hết, nó đúng từng cặp trên dưới này. Rồi xong. Vậy bước tiếp theo là chúng ta sẽ giải cạnh. Giải cạnh thì bây giờ ở dưới này mình có trắng xanh ha. Đây. Trắng xanh. Cái cạnh trắng xanh thì mình đem lên trắng xanh dương thì nó nằm đây. Thì đem cái này qua để hứng để lát nữa nhảy lên trên. R U R U R U R U R U R U. Đó, rồi, trả lại. Mình được trắng xanh. Rồi ở dưới mình có trắng đỏ, mình đem trắng đỏ lên, mình để đây, trắng đỏ chạy lên đây, R U R U R U R U R U R U. Vậy chúng ta đã giải xong. À xin lỗi, nãy mình làm nhầm rồi, mình làm nhầm á. Mình làm nhầm đưa lên, giờ mình đưa xuống lại rồi mình đưa lên lại. R U R U R U R U R U R U. Đây con đỏ, đây đỏ nó phải mình qua bên này, đưa đỏ lên, nó căn cứ vào đây. R U R U R U R U R U R U. Đó, đỏ nó lên. Rồi chúng ta quay lại cho nó đúng vị trí ra. Rồi bây giờ trên trắng này chỉ còn một viên thôi, thì mình để đó để làm cái viên tạm, để làm cái viên mồi. Rồi mình giải hai dưới này, ở dưới này có viên này đúng rồi, vậy thì mình phải quay qua bên này để hai viên này vô vị trí sai. Viên nhảy lên đây là đúng, viên này sẽ xuống đây là đúng, viên này qua đây là đúng. R U R U R U R U R U R U. Rồi chúng ta đã giải xong. Nhưng khoan đã, mình sẽ nói đến bạn một cái trường hợp, nó sẽ có một cái trường hợp đặc biệt như sau, bạn chờ mình xíu. Rồi đây là cái trường hợp đặc biệt của chúng ta. Với cái phương pháp này thì có thể là chúng ta rơi vào trường hợp là hai cái cạnh bị sai, còn hai cạnh sai thôi. Trong khi đó công thức của chúng ta là di chuyển ba cạnh mà có hai cạnh sai, thì chúng ta phải giải sao?
Thì đối với hai cạnh sai này có thể là nằm trên cùng một mặt hoặc nằm trên hai mặt khác nhau, hai cái viên này sai. Thì mình sẽ di chuyển nó làm sao để nó về hai cái cạnh trên cùng một mặt bị sai như thế này. Vậy thì chúng ta cứ lấy cái một cái mặt này làm chuẩn. Nếu đỏ bên này thì mình chuyển lại, mình quay lại xuống dưới. Vậy thì mình quay xuống dưới thì mặt vàng nó xuống dưới như vậy này. Thì đáng lẽ là mặt bên này là mặt xanh xanh lá. Vậy thì mình sẽ chuyển cái cạnh xanh lá này, xanh dương này qua lại bên phía bên này và chuyển cái mặt xanh lá này qua đây. Đem lên, đem qua, chuyển xuống. À, lấy cái mặt đỏ này làm chuẩn. Đó. Rồi mình chuyển cái mặt trắng xanh lá này qua lại đây. À, mặt vàng xanh lá qua lại đây. Đó. Vậy thì bây giờ cái mặt này là mặt vàng. Rồi mình lấy cái này làm chuẩn, lấy cái cạnh này làm chuẩn, rồi mình chuyển cái góc lại. Vậy là cái góc chỗ này là cái góc đỏ và xanh lá của vàng. Hoặc hay nói cái khác là đây mình có vàng thì đây là đỏ xanh dương của vàng. Rồi, đem xuống đây. Rồi giờ đây là đỏ xanh dương của vàng. À, đỏ xanh lá của vàng. Chuyển xuống đây. Rồi cứ tiếp tục. Đây là xanh lá của vàng. Rồi nó vô rồi. À, vì mình lấy cái này làm chuẩn rồi. Bây giờ đã ở trên này nó cũng đúng lại theo đúng vị trí thôi. Bạn nó về đúng vị trí. Rồi bây giờ mình chỉ còn chuyển lại các cạnh là xong. Bây giờ mình làm cho cạnh vàng trước đi ha. Vàng. Xanh lá đây thì mình còn qua đây. Mình đổi đưa nó qua. Rồi làm lại công thức. RU 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 RU. À xong. Bây giờ mình làm cái đỏ xanh lá, cái đỏ vàng, đỏ lên đây. Đỏ lên đây thì bị hư cái này sao? Cho nên là mình chuyển nó qua đây. À, chuyển đây thì hư cái này. À, cái này xong rồi. Vậy thì mình để cái vàng ở dưới, mình chuyển lại. Đây, đỏ xuống đây, đi hai lần. Đi ba lần nữa là ba còn ba viên sai nè. Vậy là nó đúng luôn. RU, 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 RU. Rồi, làm một lần nữa là nó đúng. Xanh này xuống đây, đỏ này qua đây đúng. Đỏ trắng này lên đây đúng. RU, 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 RU. Rồi, vậy chúng ta đã giải xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.